Chú mèo mang khuôn mặt sầu đời làm ăn không nổi khiến con sen trầm cảm. Nơi nào có sad boy không biết chứ nhà em là có con sad mèo này. Không hiểu sao mà ông trời ban tặng nó được một vẻ ngoài nhìn buồn thương như này cũng không biết nữa. Nhìn mặt là thấy hai chữ sầu đời to đùng trên mặt. Ngồi chụm hai chân, đầu nghiêng một bên, ánh mắt vô hồn mang một nỗi buồn thiên cổ ngàn thu. Đang vui mà nhìn mặt nó mình cũng thấy buồn theo. Mèo này khuyên gia chủ muộn một đầu tháng, đầu năm nên cất em nó đi. Đặc biệt là trong trường hợp buôn bán đi nở hàng cho người ta thì không nên đem theo. Nhìn như này là chắc làm ăn không lên luôn rồi. Qua, mình chỉ là một người đến sau. Biết em đang có người ở gần. Sen ơi, tao có muốn vậy đâu, tại cấu hình ba mẹ cho nó buồn sẵn, chứ biết sao được. Nhìn vậy thôi chứ tao đang vui lắm. Hai cũng tội, lúc vui thì không ai biết nó vui, lúc nào buồn thì cũng chẳng biết có buồn thật không, tại mặt lúc nào cũng vậy. Biết đâu cái ánh mắt thất thần này cũng là một chất riêng đặc biệt thì sao? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.